rồi mấy bữa nay phụ bà nội bán nhiều vậy có mệt không con? Dạ cũng mệt nhưng mà vui. Vui à? Vui vậy có tiền để giúp đỡ ông bà đúng không? Rồi con phụ tới mấy giờ thì con nghỉ con? Dạ 9 giờ con nghỉ mà ngồi nào khách ngồi ngồi còn là 10 giờ nghỉ. Em bé này có bị tài gì kể chú nghe. À, con giỏi nhất là cái gì kể cho chú nghe. Cái gì? Chạy bàn. Chạy bàn à? À. Thì sau này con có khi mà có nhiều người ủng hộ con á thì con có muốn là đi học rồi gì không? À đúng rồi. Anh một cái nữa có cho em ha. Dạ, nay đó nhỉ. Dạ. Thôi nhiều quá hả? Nhiều máy quá hả? Mà sao thấy chú nhắc đến việc học hành thì có vẻ con hơi buồn buồn ha. Rồi, mình có TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Tại vì mình có đang có mặt ở tại quán bánh xèo của ba em bé một cô cha các mọi người. Chị ở xa tới đây à chị? Có đất này mình biết rồi. Ba em bé nè mọi người, ba em bé là một cô cha từ nhỏ, còn mẹ thì đi bước nữa nè. Mấy bé đang ở với bà nội. Không đầu xong chưa? Dạ chưa. Đếm nha, 5 cái không đầu. Được 2 cái không đầu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn 2 với 1. Dạ không dùng về nè chị. Dạ. Nè, chị ngồi xíu đi em kêu dùng lên. Dạ dạ. Cái đó là không đầu rồi. Anh Dũng đẹp trai lắm chị. Cao 1m8 cũng tin hỏi mấy bé luôn. Mấy con làm hồi sáng giờ hả? Dạ. Rồi có ngủ trưa gì không? Không luôn. Còn 2 cái không đậu ở ngoài kia là một cái bình thường. Ừ đúng rồi. Trong em chưa biết. Trong áo đỏ đó. Bình thường. Hai cái. Ừ, thì cho người ta cái ăn trước. Dạ. Còn 2 người này ăn trước hết mà. Được rồi. Khách tới ủng hộ nên mấy bé vui nên cười nãy giờ luôn. Đây có anh trai đến ủng hộ nè. Thank you.
chục cái số à, qua đường xíu được không? Trời ơi, anh chị đi 10 cây số mới tới đây để ủng hộ mọi người. Ủa chú ở đâu tới đây chú? Trên quận 5 được. À cháu hỏi mày cao được không? Hả? À, không lên. À rồi ok. Thấy cái bánh xèo nó ngon mọi người. Yeah.
cái bánh nha.